Hi mọi người, welcome back. Thì hôm nay mình lại tiếp tục gửi đến các bạn một cái chiếc camera hành trình nữa. Đây là một trong những cái chiếc camera hành trình giá rẻ mà được rất là nhiều anh em phượt thủ, anh em làm vlog ưa thích bởi vì những cái đặc điểm đặc biệt của nó. Và cái chiếc camera hành trình mình muốn giới thiệu đến các bạn hôm nay đó chính là M20. Một trong những cái sản phẩm phải gọi là huyền thoại của hãng Exicam, tiên phong trong cái việc đưa chống rung gyro vào những cái chiếc camera hành trình của hãng Exicam. Và để chứng minh cho sự bền bỉ của M20 thì hiện tại trên trang chủ của Exicam vẫn còn cái sản phẩm M20 này, và sản phẩm này vẫn liên tục được hỗ trợ update những cái firmware mới để giúp cho cái sản phẩm nó được hoạt động tốt nhất. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm lại những cái đặc điểm đã tạo nên cái sự nổi bật cũng như tạo nên cái biệt danh là huyền thoại Exicam của Exicam M20 nhé. Đầu tiên thì cũng giống như là những cái mẫu thiết kế camera hành trình của những cái đời trước, thì một cái hộp rất là to như vậy. Và nó được thiết kế hai lớp, một lớp ở bên ngoài và một cái hộp ở bên trong. Và hộp ở bên trong nó có rất là nhiều cái phụ kiện để cho chúng ta có thể linh hoạt tùy vào mục đích mà chúng ta có thể sử dụng. Ở đây thì mình sẽ có một cái M20, mình sẽ nói sau. Và đây là một trong những cái điều mà mình thích ở cái chiếc M20 cũng như là những cái sản phẩm của những thiết kế đời trước, đó chính là các bạn thấy nè, rất là nhiều những cái phụ kiện kèm theo cho chúng ta luôn. Thì ngoài một cái ốp chống nước của M20 ở đây ra thì chúng ta còn có một cái ốp rất là quan trọng nữa, đó chính là một cái ốp để chúng ta có thể gắn những cái ngàm vào. Bởi vì cái thiết kế của Exicam M20 là một thiết kế rất là đặc biệt. Nếu như đa số những cái mẫu action cam khác trên thị trường thì thường là hình chữ nhật nằm ngang, thì trên cái mẫu M20 nó là hình chữ nhật đứng, cho nên là nó cần phải có một cái ốp riêng biệt dành riêng cho nó để có thể gắn những cái ngàm, những cái bộ chuyển đổi vào. Do đây là một trong những cái mẫu thiết kế đầu tiên cũng đã tầm 4 năm rồi, cho nên hiện tại M20 chỉ sử dụng cái cáp là micro USB thôi nha các bạn, nó không được Type-C. Nhưng mà nó cũng không vấn đề gì, bởi vì micro USB các bạn hoàn toàn có thể tìm đến những cái cửa hàng mà các bạn mua được. Cái chuẩn này nó cũng chưa lỗi thời đâu các bạn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cái nhân vật chính M20 này ha. Trước khi nói về cái tính năng của nó thì chúng ta sẽ điểm qua những cái đặc điểm nổi bật trên cái chiếc camera hành trình M20 này. Đó chính là nó có thể quay lên đến là 4K 24 khung hình trên giây. Ngoài ra nó có hỗ trợ chống rung là gyro, chống nước lên đến là 30m. Tất nhiên là các bạn phải sử dụng ốp chống nước của M20 này, các bạn mới có thể sử dụng nó ở cái độ sâu như vậy. Hiện tại M20 sử dụng sensor của Sony là IMX206 với cái độ phân giải là 16 megapixel. Cùng với đó là lens góc rộng của M20 có thể lên đến là 166 độ, một cái góc độ cực kỳ là rộng luôn. Các bạn có thể lấy được nhiều cái cảnh dựa vào cái góc 166 độ của M20 này. Hiện tại với cái mức giá là hơn 2 triệu đồng thôi thì chiếc M20 này đã quay được 4K và cũng như là có chống rung là gyro rồi. Cho nên mình nghĩ với cái tầm giá như vậy thì em M20 này là đang vô đói trong cái khoản mà hỗ trợ những cái tính năng cần thiết để cho chúng ta quay video, đi phượt hoặc là vlog. Và pin của Exicam M20 này thì lên đến 900 mAh. Nếu như các bạn quay ở 1080p thì các bạn có thể quay lên đến là 1.5 tiếng liên tục. Cũng như nó có hỗ trợ wifi để chúng ta có thể kết nối và liên kết với cái ứng dụng Exicam Zone trên điện thoại cũng rất là tiện lợi. M20 này như ban đầu mình nói ha, cái thiết kế nó khá là đặc biệt. Thay vì nó thiết kế nằm ngang như những cái chiếc camera hành trình khác thì nó sẽ thiết kế theo cái hình chữ nhật đứng và nó sẽ có bo tròn góc ở trên. Ở trên đây thì nó sẽ có hai nút, một nút quay chụp và một cái nút chức năng cũng như đây là cái nút nguồn luôn. Bên trái đây là hai nút lên xuống để chúng ta có thể bấm chọn những cái chức năng trên cái chiếc camera hành trình này. Và ở giữa hai nút lên xuống là một cái khe là nơi thu âm, đây là cái mic thu âm để khi mà chúng ta nói chuyện nó có thể thu được cái âm thanh của chúng ta. Cũng như là cái nút ở phía trên nó có một chức năng nữa, đó là nơi kết nối wifi giữa cái M20 với lại là cái ứng dụng Exicam Zone trên smartphone. Và ở bên phải của camera hành trình M20 nó sẽ có hai cái cổng, một cổng để chúng ta gắn cái thẻ nhớ, và thẻ nhớ của M20 hỗ trợ lên đến 128GB. Nếu như những bạn mà sử dụng M20 của những năm về trước thì đây không phải là cái thiết kế nguyên bản thiết kế gốc của nó, mà thiết kế gốc của nó có thêm một cái cổng HDMI mini nữa. Cái cổng HDMI đó cho phép các bạn có thể kết nối với màn hình cũng như là truyền tải lên TV, hay chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng cái smartphone của chúng ta thay thế được cái chức năng cũng như là cái cổng HDMI đó. Và ở phía trước của cái M20 này thì là một cái màn hình 1.5 inch, và
một cái loa để chúng ta có thể nghe lại cái âm thanh mà chúng ta vừa quay video khi nãy, cũng như là tiếng của những cái chức năng. Và ở đây thì nó còn một cái chữ M20 được in nổi làm bóng ở phía mặt trước của M20 nữa, rất là đặc biệt. Tổng quan về thiết kế của M20 thì nó mang lại cho mình một nét hoài cổ rất là lớn, bởi vì với một cái màn hình nhỏ 1.5 inch thì các bạn không thể nào dùng cảm ứng được mà phải dùng những cái nút bấm. Những cái nút bấm này nó làm chúng ta gợi nhớ lại những cái sản phẩm công nghệ đời đầu, những cái chiếc điện thoại 16 phím bấm đấy các bạn. Bấm nghe tít tít và thao tác rất là tuyệt vời luôn. Thật ra thì đối với một vài bạn thì nó có thể là hơi cổ hủ một xíu, nhưng đối với mình, việc sử dụng những cái nút bấm này cũng không là vấn đề gì hết. Bởi vì những cái nút bấm này thậm chí mình thao tác nó còn nhanh hơn kể cả một số cái màn hình cảm ứng cao cấp trên những cái thiết bị cao cấp khác mà mình không tiện nói ở đây. Cho nên những cái nút bấm này cũng mang đến cho chúng ta một cái sự trải nghiệm rất là mới mẻ, rất là mới lạ, cũng như nó cũng khá là tiện lợi. Trước khi nói về tính năng trên XZCam M20 thì mình sẽ nói một xíu về cái ốp đặc biệt của XZCam M20 nha các bạn. Bởi vì cái thiết kế đặc biệt của XZCam M20 cho nên chúng ta có một cái ốp như vậy. Và cái ốp này thì khi mà các bạn gắn vào ở dưới, các bạn thấy ha, nó có một cái lỗ 1/4, thì các bạn hoàn toàn có thể dùng những cái cây tripod các bạn gắn vào và cầm để quay phim hay là quay vlog một cách tiện lợi. Cũng như ở đây nó có cho chúng ta một cái kẹp để chúng ta có thể kẹp vào áo, kẹp vào bất kỳ đâu mà chúng ta có thể cố định được cái chiếc XZCam 20 này các bạn quay. Đặc biệt là những cái bạn mà phượt thủ hoặc là những cái bạn mà làm xe ôm vlog á, thì các bạn sẽ thấy cái sự tiện lợi của cái kẹp này. Các bạn có thể thấy là với cái góc 166 độ thì nó cho chúng ta một cái khuôn cực kỳ là rộng luôn ha. Các bạn có thể quay được khá khá là cảnh khi mà sử dụng cái M20 này đó. Và bây giờ thì chúng ta sẽ xem những cái chức năng trên cái chiếc M20 này nó có hỗ trợ chúng ta những cái chức năng như thế nào. Về phần tính năng thì XZCam M20 có thể cho chúng ta một số cái tính năng như sau. Đầu tiên là chúng ta có thể xem lại cái video hình ảnh chúng ta vừa quay nè. Ở đây có video lab nè, để các bạn có thể quay time lab. Cũng như là quay slow motion. Photo lab và bus mode. Bus mode là chế độ các bạn chụp một tấm mà nó ra nhiều cái hình liên tục các bạn. Cũng như là cái chế độ khi mà các bạn quay phim ở dưới nước nè, gắn vào drone và bắt chuyển động nhanh, cũng như là gắn vào xe để tạo thành một cái chiếc camera hành trình, remote control và setup. Ở cái phần setup này thì chúng ta có thể setup được rất là nhiều những cái tùy chọn. Ở đây bao gồm cái chất lượng video nè, những cái phim nè, những cái file save, cũng như là cái thông số để các bạn cài đặt quay phim như là EV, độ phân giải, bitrate, sharpness, color, màu sắc, ISO và EV vân vân, rất là nhiều thứ các bạn có thể cài đặt được ở trong cái phần setup này. Ngoài ra những cái thông số cài đặt về chất lượng hình ảnh, chất lượng âm thanh hay là ISO, EV chẳng hạn thì các bạn có thể nhấn nhanh ở cái nút phía dưới này sẽ trổ ra một cái phần cho các bạn có thể vào đây mà các bạn tùy chỉnh. Nó cũng tương tự như cái phần setup của setting, nhưng mà nó được tinh gọn lại, nó chỉ bao gồm những cái liên quan đến chất lượng hình ảnh, chất lượng video, cũng như là những cái thông số cài đặt liên quan đến hình ảnh và video mà thôi. Với cái mức giá hơn 2 triệu đồng thì việc có thể hỗ trợ quay timelapse cũng như là slow motion nó giúp cho chúng ta rất là nhiều trong cái việc tạo ra được những cái video chất lượng, những video độc lạ để chia sẻ với bạn bè trên mạng xã hội. Và cuối cùng trong video này thì mình sẽ test cho các bạn khả năng quay phim thực tế của chiếc XZCam M20 này. Đây là video test thực tế khi mình dùng M20 này và gắn lên xe và chạy ở ngoài đường. Hiện tại cái màu sắc trên M20 quay được cũng rất là tuyệt vời, màu sắc lên rất là rực rỡ, cũng như là cái bầu trời thì chúng ta có thể nhìn được cái bầu trời xanh chứ không chỉ là cái màu trắng như là những cái chiếc camera hành trình giá rẻ khác. Tương phản rõ ràng cũng như cái độ khói rất là tốt. Chỉ có một cái nhược điểm nhỏ nhỏ, đó chính là cái độ chi tiết của hình ảnh. Tất nhiên thì với cái mức giá là hơn 2 triệu đồng, chúng ta không thể mong đợi gì hơn ở cái độ chi tiết hiển thị trên M20 này. Thế nhưng khi mà zoom lên 2x thì các bạn vẫn có thể nhìn rõ ràng những cái chi tiết, những cái màu sắc độ nét trên những cái gì mà chúng ta quay được. Và với cái góc 160 độ rất là rộng thì chúng ta sẽ quay được rất là nhiều cái cảnh.
Thật sự, M20 này rất là thích hợp dành cho những cái bạn thủ thủ gắn lên xe để các bạn có thể di chuyển và ghi lại những cái khoảnh khắc, những cái cảnh đẹp trên những cái chuyến hành trình của mình. Bộ ở công viên để test cái khả năng chống rung khi mà đi bộ cho các bạn xem, và cũng như là test cái khả năng thu âm thực tế của SJK M20 này. Thì với cái mức giá là hơn 2 triệu đồng thì mình thật sự không trông chờ gì thêm ở một cái mic thu âm của một chiếc camera hành trình. Mình chỉ cần nó to và rõ, thu được âm thanh rõ ràng và không có quá nhiều tiếng noise. Cái đó là đã là cái sự thành công của M20 rồi. Và hiện tại thì M20 đã làm rất là tốt về cái khoảng thu âm cũng như là chống rung ở trong cái tầm giá của mình. Video 60 cũng mang đến cho chúng ta một cái trải nghiệm chống rung rất là tốt, dù các bạn đang chạy xe hoặc là các bạn đang đi bộ ở trên đường, giúp cho những cái video các bạn nó quay được nó được ok hơn, đẹp hơn, xịn sò hơn và mượt mà hơn. Như vậy là trong video này thì chúng ta đã cùng nhau trải nghiệm lại một lần nữa huyền thoại của SJK M20, một trong những chiếc camera hành trình cực kỳ bền bỉ với thời gian. Thế nhưng cái khả năng quay phim của nó thì không thể xem thường được, cũng như cái khả năng chống rung của nó trong cái tầm giá hơn 2 triệu đồng thì thật sự đây vẫn là một trong những cái chiếc camera hành trình bá đạo mà các bạn nên sở hữu ở trong cái tầm giá. Và các bạn thì sao? Các bạn đánh giá như thế nào về chiếc camera hành trình SJK M20 này của hãng SJK? Thì các bạn nhớ để lại comment ở dưới cái phần bình luận nhé. Và link của sản phẩm M20 này thì mình sẽ để ở dưới cái phần mô tả để cho các bạn tiện vào đó và xem tham khảo. Và đây là tất cả những gì về sản phẩm của ngày hôm nay. Nếu như các bạn thích video này thì các bạn nhớ để lại một like cũng như là một subscribe cho kênh YouTube của Linh Kỳ Store nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.